Bạn tên là gì? Dạ, tôi tên là Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Tôi đã ứng tuyển đơn hàng nhân bảo 19 tháng 11 năm 2019. Phí đi đơn hàng của tôi là 6.400 đô la Mỹ. Ngoài ra, tôi không phải nộp bất kỳ một khoản phí nào khác. Nếu sang đây mà tôi không khai không đúng phí này, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rồi, cảm ơn chị ạ.